Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì gió biển đang ở con đường thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Trực. Và đây là cây cầu vượt sông đi qua cái con đường này. Hiện tại thì đã làm được cái phần cầu vượt qua sông rồi mọi người. Những cái trụ rất lớn tại đây. Đó, thì mọi người có thể thấy được là phía chân cầu này với những cái trụ rất là chắc chắn. Dưới này thì người ta thả những cái con bò ở dưới này. Bò trú dưới này thì rất là mát rồi. Bên cạnh một cái cây cầu rất là mới. Wow, chỗ này nó là một cái con đường rất là bụi bẩn mọi người ơi. Nó biển sẽ dựng xe ở đây để chia sẻ với mọi người. Ở đây mọi người có thể thấy là đây là một cái trụ cuối ở trên cạn phía bên này sông. Và cây cầu này được thiết kế rất là chắc chắn. Quý vị và các bạn có thể thấy được là những cái dầm cầu đây. Mọi người có thể thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái dầm cầu cho một bên làn đường sau này. Ở một bên làn đường. Và chỗ này thì nó sẽ là một cái khoảng trống, vẫn là một cái con đường và một cái cây cầu tạm ở chỗ này. Nó sẽ không ảnh hưởng gì cái việc mà người dân đi sang sông. Và không biết là trên này thì sau này có đường cho xe máy đi không thì sau này thì mới biết được chắc chắn. Còn hiện tại thì chưa có những cái việc mà thể hiện rõ ràng ở trên cái cây cầu này. Bởi vì bây giờ cái con đường thì cũng chưa làm xong và mới chớm được 10 đến 15% thôi mọi người. Đó, thì để mà thuận lợi cho cái việc mà người dân đi sang đây và không ảnh hưởng thì người ta vẫn làm một cái cây cầu tạm đây. Đó. Dưới này là một đôi bò, hai đôi, ba đôi, bảy con bò của các bác chủ bò ở đây thì có một cái nơi trú ngụ rất là mát cho những cái chú bò rồi. Tôi biển thấy là khi mà cái cây cầu nó được xây dựng và kết nối thì ở phía dưới này, đây là những cái dầm cầu này, người ta sẽ ghép nối và có một cái gì đó liên kết bằng sắt thép ở chỗ kia. Và không biết là người ta bắt ốc hay là người ta đặt lên thôi. Đấy, nó khớp nối rất là đặc biệt mọi người. Và để mà xây dựng những cái cây cầu như thế này, họ sẽ làm những cái dầm cầu, làm những cái dầm cầu như thế này để tạo một cái khe hở. Và khi mà có cái thời tiết khắc nghiệt hoặc là như thế nào nóng lạnh bất thường thì như quý vị và các bạn có thể thấy được là về cái phần bê tông ấy thì nó sẽ có cái sự giãn nở. Và khi mà hình thành lên những cái cây cầu và kết nối bằng những cái dầm cầu như thế này thì cái việc giãn nở nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần những cái nhịp cầu. Cũng như mọi người có thể thấy được là đổ bê tông thì các bác hay thường cắt từng mảng một để chống cái việc mà gãy cái đường bê tông đó. Và cái cây cầu này thì theo tính toán, theo thiết kế của các nhà thiết kế thì luôn là một cái thiết kế có tầm nhìn rất là xa để tạo một cái sự ổn định nhất cho cây cầu. Khi mà nhìn vào sát chỗ cái dầm cầu và kết nối với trụ cầu đấy, giờ mình sẽ zoom lên cho mọi người để ý này, sẽ có sự kết nối rất là chắc chắn. Đây, mọi người có thể thấy là những cái dầm cầu nó bắt vào đây. Và cũng không phải là bắt sâu quá đâu mọi người, nhưng nó có một cái gì đó rất là chắc chắn và liên kết. Đó, ở giữa này thì lại có một cái sự liên kết ngang, sự liên kết dọc và một cái sự liên kết ngang kết nối với nhau. Và sau này thì đã trải nhựa áp phan thì nó sẽ rất là yên tâm. Đây là cái phần cuối của trụ cầu. Và đây này,
người ta sẽ để những cái phần chậu đây người ta úp vào, nó sẽ có một cái sự bắt ốc hoặc là có một cái trục xoay đấy. Mọi người có thể thấy được là những cái chậu này là một trong những cái trụ bắt xoay, và bên trên này lại là hai cái ống kẽm nữa, có lẽ là nó sẽ khớp nối xuống, ghép xuống và bắt ốc ở đây nó sẽ có cái sự kết nối rất là chắc chắn. Ngày hôm nay thì Gió Biển với để ý kỹ đến cái việc này đó, chia sẻ đến mọi người là những cái phần cầu kết nối như thế nào, nó là như vậy đấy mọi người. Ở phần phía dưới này thì đã có một số cái phần người ta tôn tạo nên mố cầu, và không biết chỗ này có thiết kế và hình thành một trong những cái các trụ nữa không, thì Gió Biển tới đây thì mới thấy được như thế này thôi. Đó, và video clip này thì hiện tại cái cầu này đang hoàn thành về kết nối được con sông này rồi, giờ người ta kết nối cái phần mố nữa là yên tâm mọi người. Ở video clip này thì Gió Biển xin dừng tại đây và chia sẻ đến mọi người một trong những cái hạng mục, một trong số những cái phần thiết kế cây cầu tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực. Video clip này thì Gió Biển xin dừng tại đây. Xin chào tất cả mọi người.